tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em Hưng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, gặp nhiều may mắn nhá anh em nhá. Trong một buổi chiều tà đẹp rời, lại có một đơn hàng cho một vị khách cũng chỉ xem trên mạng và bên cơ sở của em thôi, cứ thích bán cho những cái vị khách mới. Người ta bảo là anh theo dõi em rất là lâu rồi, hôm nay em mua máy, quyết định mua bên em vì thấy em làm rất là ok, rất là uy tín. Xin chân thành gửi lời cảm ơn những cái vị khách dù mua hàng hay chưa mua hàng đã luôn dành cho em một cái sự thiện cảm là nhất định nào đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và ủng hộ nhá. Không có cái món quà nào quý giá hơn bằng cái việc là mình làm những cái gì mình làm mà cảm thấy là đúng và đang đi đúng hướng anh em ạ. Thì hôm nay đây có một đơn hàng con máy Kubota V2203 về trong Đà Lạt, một thành phố mộng mơ đáng sống luôn anh em ạ. Vừa rồi em vừa đi du lịch ở Đà Lạt rồi, đẹp, rất đẹp, rất đẹp anh em ạ, đẹp, mát mẻ và khí hậu trong lành, thực sự là rất là đẹp luôn. Cái đấy thì không ai có thể phủ nhận được, vì Đà Lạt thời tiết nó dịu mát, xe lạnh, đẹp lắm, đáng để đến để du lịch anh em ạ. Thì hôm nay đây có một đơn hàng con máy Kubota V2203 về với Lý Quốc An nhá. Lý Quốc An em ấy ở Lạc Thiện, Đoan Đơn Dương, Lâm Đồng Đà Lạt đấy anh em ạ. Lâm Đồng, ở tỉnh Lâm Đồng. Thì em ấy bảo là cứ gửi về Đà Lạt cho em là được. Thì em ấy bảo là em xem trên mạng, xem anh rất là lâu rồi, theo dõi, thấy anh, cách anh làm rất là uy tín và ok. Hôm nay em có nhu cầu mua con máy Kubota V2203, anh chọn cho em một con máy thật đẹp. Thì sau khi khách hàng người ta giao hết, đặt niềm tin giao hết cho mình thì em chỉ biết là thực hiện thôi. Và chụp ảnh gửi cái ảnh con máy này thì em Lý Quốc An em ok luôn, bảo em chuyển tiền cho anh làm máy móc cho em đi nhé. Anh giúp em chọn cho em một con máy thật đẹp, đừng làm em thất vọng. Nói chung là kể cả em Lý Quốc An hay bất kỳ ai đã đặt niềm tin vào em thì đối với em là cái nguyên tắc đầu tiên của em là chữ tín đặt lên hàng đầu. Không làm được thì không bao giờ nhận tiền, mà làm được thì có làm được thì mới nhận tiền. Thì em sẽ giới thiệu con máy này nó đẹp ở đâu và sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó nhá anh em nhá. Con Kubota V2203 này là vòng tua của nó là 2007 và mã lực của nó là 45 PS và lòng của nó là hình như có 77 hay 6 mấy, em chưa rõ lòng của nó. Nhưng cái dòng máy này là em bán rất là nhiều, phổ biến lắm, bán được nhiều lắm. Vì cái máy này anh em chạy máy cày hay chế xăng máy cày xong lại chạy những cái máy nho nhỏ ấy, tầm 40-45 PS. Mà máy của em là mua về là toàn những cái máy rất là đẹp, sưu tầm toàn máy đẹp rồi anh em ạ. Thực sự luôn, những con máy còn zin hết. Thì con máy này nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho anh em nhá. Một cái máy này nó là máy Yamaha in Japan, máy Nhật xịn luôn nhá anh em nhá. Đây, lâu lắm rồi mới nhìn thấy một siêu phẩm luôn. Đây là những cái dây co dầu của nó chưa có dấu mỏ nhá, nguyên zin hết. Vào đến nơi nhá, em Lý Quốc An ở Lâm Đồng mà chê con máy này, Lâm Đồng Đà Lạt mà chê máy này nữa thì em xin chở máy về luôn cho anh em, cho anh em biết. Máy còn nguyên zin hết, lốc xanh lét luôn nhá anh em nhá. Đây, đẹp rực rỡ luôn này, dây co dầu chưa có dấu mỏ này, dòng đáy tách tay nguyên zin hết này, dòng đáy tách tay nguyên zin hết nhá anh em nhá. Đây, dàn ốc dầu ốc quy lát nguyên zin này, ốc dầu hồi trên vẫn còn nguyên bản hết. Lắp cabo máy này, tổng thể con máy này chưa mất một tí sơn nào luôn. Con này nó còn khoảng 80-85% ấy anh em ạ, nó còn khoảng 80-85% đây nhá. Lắp cabo của nó này, anh em xem này, đẹp rực rỡ luôn, lốc xanh này, đẹp lắm anh em ạ. Nói thật là đây, dòng đáy tách tay này, tổng thể con máy này là những cái dòng máy này em mua về để bán lẻ cho khách hàng ấy là phải chọn những con máy thật đẹp, thật xuất sắc thì khi mà mình bán vào tay khách hàng ấy, người ta rất là kỹ tính. Mình có thể mua ở bên kia mình mua đắt hơn một tí nhưng về mình có thể bán đắt hơn 1-2 triệu. Khách hàng người ta mua về sử dụng, người ta không bao giờ, người ta bỏ ra cả mấy chục triệu mua con máy, người ta không bao giờ tiếc thêm 1-2 triệu. Đấy là cái nguyên tắc làm việc của em, là cứ mua máy đẹp. Mà nói trước luôn, đây quay tường tận như này thì chắc chắn là anh em sẽ nhìn thấy. Đây, đẹp rực rỡ luôn nhá. Đây, hình thức ở bên ngoài của con máy này quá đẹp rồi anh em ạ. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để kiểm tra, để gửi video cho em Lý Quốc An ở Lâm Đồng, Đà Lạt nhá. Lỗ đi em ơi. Một siêu phẩm, chưa bao giờ, lâu lắm rồi mới thấy một con máy V2203 đẹp, máy không turbo zin đẹp như thế này nhá. Không có một tí khói nào luôn. Lổ như xe cúp 70.
Cổ hút nó hơi ít gió hay sao vậy là nhỉ? Không có một tí khói nào luôn. Không đổ hơi nhá. Máy zin hết. Qua đẹp, qua mới. Máy zin hết nhá. Mà chê nữa thì chỉ có mua máy mới rồi nè. Chưa chóc một tí sơn nào luôn nhá. Tất cả còn nguyên zin hết. Ốc quy lát hay là ốc kim phun hay gì đấy, tất cả nguyên zin nhá. V2203. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Kubota V2203 nhá. Máy không turbo. Cho em Lý Quốc An ở tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng nhá anh em nhá. Máy lổ êm du luôn, không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Đúng là máy zin có khác, không bao giờ làm anh em thất vọng luôn. Đã zin lại còn là máy nghĩa địa luôn nha anh em nha. Máy nghĩa địa zin luôn. Nghe tiếng nổ sướng tai quá anh em ạ. Xứng đáng đồng tiền, xứng đáng vào niềm tin mà em Lý Quốc An đã đặt vào cơ sở động cơ ô tô Hưng Thịnh nha. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của siêu phẩm Kuta V2203 này nha anh em nha. Anh em nào có nhu cầu, đang có nhu cầu mua máy máy này hay bất kỳ dòng máy nào khác, anh em cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo, em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể chọn lựa được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Nếu mà cái video em đăng lên ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh nhá, hoặc là động cơ ô tô Hưng Thịnh VB88, và trong đó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben. Có tận 5 cơ sở của em vừa mở thêm một cơ sở nữa. Có xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt. Tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có mua hàng trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không nhá, và người ta có làm ăn uy tín hay không, để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em chuyển cọc cho những người ta làm khăn không uy tín. Người ta chụp ảnh một con máy rất là đẹp, gửi hình một con máy rất là đẹp, nhưng khi gửi vào là một con máy không đúng, rồi mất tiền cọc, không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào ôm một con máy dở, rồi giả lại, người ta không cho giả lại đâu. Người ta hẹn 3 ngày 5 ngày người ta giả lại tiền, nhưng khi mà giả lại tiền thì 3 tháng 5 tháng không giả lại, người ta không chuyển tiền giả lại cho mình, thế là mất cả chì lẫn chài. Tại sao ở video nào em cũng nhắc nhở mọi người, em không được cái gì cả anh em ạ, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng, cũng là ảnh hưởng đến quyền lợi của em. Vì khi anh em gặp những trường hợp như thế thì anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng, thì anh em sẽ không muốn mua hàng trên mạng nữa, chắc chắn là em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế là ở video nào dù không muốn nói đâu nhưng phải cố nhắc để cho anh em biết đường mà tránh nhá, hạn chế rơi vào những trường hợp như vậy. Và em Hưng cũng xin ý là nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc rất chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, thì anh em cần mua cái đồ vặt gì này, quy lát này, lốc trục quy lát, heo bọng, hay là bất kỳ cái bộ phận gì của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác, dù là một con ốc
anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện cho người ta, có những anh em người ta điện cho mình bảo anh ơi anh giúp em bán cho em cái món đồ này, mà không có món đồ này thì xe em không chạy được, em không mua được ở đâu cả, máy em không nổ được, thì anh giúp em với. Thực sự là bán cái đồ vặt này không lo lãi bao tiền đâu, nhưng nó giúp mình quảng bá được cái cơ sở của mình, nhiều người biết đến hơn. Thì sau này anh em hay bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình. Cái điều đấy là điều được. Mà những cái đồ đi theo máy, đồ cũ, đồ vãi đi theo máy, cái giá trị sử dụng của nó bao giờ, cái chất thép, mà cái độ dẻo dai, cái độ cứng của nó bao giờ vẫn hơn cái đồ mới sản xuất đại trà loại 2, loại 3 nhé, sắt pha gang ấy. Nó sẽ không bao giờ mà bền bằng những cái đồ cũ, điều đồ bãi này đâu. Anh em nào thợ lâu năm ạ, người ta chỉ thích dùng những cái đồ cũ, đồ bãi này thôi anh em ạ. Vì nó khác hoàn toàn với đồ mới luôn. Đấy, cái đấy là anh em cứ hỏi những anh em thợ lâu năm, người ta sẽ kiểm chứng được. Và nói thật với anh em là một lần nữa em xin nhắc lại là thực sự với anh em là chẳng có cái gì nó tự nhiên đến với mình cả. Uy tín thế, uy tín thì dùng tiền không thể mua uy tín được. Mà tất cả cái uy tín nó tạo dựng là theo từng ngày, nhiều người biết đến cơ sở mình và người ta sẽ có nhận xét là ở cơ sở này người ta bán hàng uy tín, thì dần dần chữ tín nó lên thôi. Còn chả bao giờ tự nhiên chữ tín nó rơi vào mình hoặc là tự nhiên nó đến cả anh em ạ. Vì thế mà đối với em là nguyên tắc làm việc của em là lúc nào cũng đặt chữ tín lên hàng đầu. Một lần nữa em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến em Lý Quốc An ở tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng nha. Chúc cho em mua siêu phẩm Kubota V2203, máy không turbo, máy zin hết, về dùng thật bền, dùng thật tốt nha. Cảm ơn tất cả các anh em quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra nha. Xin chân thành gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.